Năm 2013, 5 hộ dân thôn 6 xã Xuân Quang tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và mua được 5 lô đất từ số 74 đến số 79 thuộc khu dân cư mới Đồng Đình, Đồng Chùa, thôn 1, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân. Khi đó, từ vị trí đất được cán bộ địa chính xã bàn giao, các hộ dân đã đóng cọc xác định ranh giới, diện tích đất thuộc quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, vào năm 2018, khi bắt đầu xây dựng nhà ở, các hộ dân rất bất ngờ khi chính quyền địa phương thông báo các lô đất này phải lùi tới 7 mét so với vị trí ban đầu. Đặc biệt, có hộ đã đào móng làm nhà nhưng phải phá bỏ. Cái đất này là 2012-2013 là của ủy ban và huyện đã đưa tôi này, và đã cấp chức dụng tôi rồi này. Thì đến nay, đến 2018, tôi bắt đầu làm nhà. Thì coi như là giữa xã và huyện thì coi như bảo là không đúng cái đám đất đây, mà là chuyển cho đám khác. Mà đám đó chưa có chức dụng, mà là cấp phát bảo là tôi sang đó làm. Để tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên thời sự đã trao đổi với lãnh đạo xã Xuân Giang và được biết, không chỉ 5 lô đất từ số 74 đến số 79, mà toàn bộ 17 lô thuộc khu dân cư mới Đồng Đình, Đồng Chùa, thôn 1 phải lùi vào 7 mét so với vị trí giao đất ban đầu như phản ánh của người dân là đúng sự thật. Điều này cũng đúng theo quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Đồng Đình, Đồng Chùa, thôn 1 được Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân phê duyệt vào năm 2012. Đây là thiếu sót của cán bộ xã thời kỳ trước, bởi khi giao đất đã không thực hiện theo nguyên tắc đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với chính quyền địa phương và người dân cùng có mặt để xác nhận. Khi phát hiện, xã đã báo cáo huyện Thọ Xuân thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và giao lại đất theo đúng vị trí cho người dân, cam kết hỗ trợ hộ đã làm móng ở vị trí cũ 10 triệu đồng và không có chuyện xen lô như phản ánh của người dân. Anh em tôi đã báo cáo với huyện và xin chủ trương và đồng thời mời các hộ lên rồi đã thông giải quyết vấn đề này. Một là xin lỗi bà con nhân dân, cái cán bộ chuyên môn ở thời kỳ lúc đấy giao chưa hợp lý, thì hôm nay chúng tôi định vị và giao lại cho bà con nhân dân. Và cái sai này nó chưa gây hậu quả nghiêm trọng, không với vấn đề là xiên kẹt hoặc xiên dân, hoặc là tách ra một hai suất để vì tách ra một hai suất để đẩy lùi về hai phía để nhân dân phải di dời là không có. Thiết nghĩ thiếu sót tại xã Xuân Giang sẽ không xảy ra nếu như cán bộ cấp xã có trách nhiệm trong việc quản lý đất đai, thực hiện đúng quy định về việc bàn giao đất cho người dân. Và khi phát hiện sai sót, phải công khai xin lỗi, minh bạch thông tin và các giải pháp xử lý để dân hiểu. Có như vậy sẽ tránh được sự hoài nghi, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.